Chào mừng tất cả quý vị và anh chị đã quay trở lại kênh của em nhé. Em là Song Thảo. Lời đầu tiên thì cho phép em xin lực gửi lời cảm ơn đến một số anh chị khách hàng đã tin tưởng và đặt cọc em khi xe còn chưa về, chưa kịp xem xe. Ví dụ như là anh Quang ở Tuyên Quang này, chị Hằng ở Hải Phòng, và một chị nữa cũng tên là Hằng ở Sài Gòn, anh Tuấn ở Ninh Bình, anh Hùng ở Nam Định. Ở Nam Định nữa, một anh nữa là anh Dung. Và rất nhiều những anh chị khác nữa đã tin tưởng và đặt cọc em khi mà xe còn chưa về, hoặc là không cần xem xe, thậm chí là chuyển full tiền cho em. Tin tưởng em chỉ cần đi xe về thôi là đến lấy xe. Đấy là một cái điều mà em rất là vinh dự và cảm thấy rất là vui khi làm mỗi ngày em làm một cái clip để cho anh chị xem những chiếc xe siêu lướt của em. Những cái đấy thì em rất là vui ạ. Thì trong clip này em xin được gửi lời cảm ơn đến các anh chị. Chắc là anh chị cũng đang xem video này thôi. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Và rất nhiều những anh chị khác đã ủng hộ em và sẽ ủng hộ em. Hơi miên man một chút, nhưng cho em xin được cảm ơn mọi người. Bây giờ em sẽ quay lại với chủ đề ngày hôm nay. Đấy là chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2019 anh chị nhá. Toyota Vios sản xuất năm 2019, màu trắng, bản G, số tự động, chạy 18.000 km anh chị nhá, 18.000 km, màu trắng bản G. Rất là đẹp nhá, Toyota Vios, một trong số những dòng xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam. Thậm chí là đứng đầu trong số những danh sách mà xe bán ra của Việt Nam. Chiếc xe này của em là biển Sài Gòn anh chị nhá, chạy 18.000 km, xe vừa ở trong Sài Gòn ra đến đây. Xe em một chưa kịp làm gì cả, có một số chút xước sát thì em sẽ cho đi sơn. Ví dụ như điển hình như chỗ này này, anh chị nhìn hộ em này. Đấy, cái chỗ như nhỏ như này thì không thể nào tránh được, mà đặc biệt là đi ở phố thì không tránh được. Những chỗ xước sát như này em sẽ cho làm ngay. Trên bản G thì chúng ta sẽ nhận biết rõ ràng hơn là ở cái đèn bi này. Nếu như mà bản E số tự động ấy, thì nó sẽ không có đèn bi đâu ạ. Đấy là nhận biết ở ngoài nha anh chị nhá. Đấy. Màu trắng rất là đẹp. Màu trắng của hãng thì sẽ bán đắt hơn màu trắng của Toyota ấy, thì sẽ bán đắt hơn tất cả các màu khác của xe Toyota Việt Nam. Bốn quả lốp để theo xe cả anh chị nhá. Nguyên bản bốn quả lốp theo xe. Lốp sơ cua chưa hạ. Nội thất thì tuyệt vời luôn, chạy 18.000 km thôi ạ. Anh chị nhìn hộ em, rất là mới. Đấy. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2020. Vô lăng cần số này rất là đẹp ạ. Anh chị để ý hộ em này, chạy có 18.000 km rồi. Có màn hình Pioneer rồi anh chị nhá, có camera lùi theo xe rồi ạ. À, lắp thêm camera lùi rồi ạ. Ghế lái này rất là đẹp. Xe em chưa làm gì mà nó đã đẹp như này rồi. Nếu như mà em cho phủ ceramic và spa lại, dọn nội thất thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nếu anh chị nào định sắm một chiếc xe chạy gia đình thì hãy để ý chiếc xe này giúp em, có thể đặt cọc sớm giúp cho em. Chiếc xe này thì em đang chào bán trên thị trường với giá là bằng giá xe mới ạ. Anh chị ở Hà Nội sẽ tiết kiệm được tiền đăng ký đấy ạ. Cỡ trên dưới 100 triệu đấy ạ. Còn nếu mà xe anh chị ở tỉnh ấy, thì cũng tiết kiệm được một khoản khá lớn đấy ạ. Cũng khoảng tầm 6-70. Xe lướt như thế này thì anh chị hãy xác định là chỉ tiết kiệm được tầm đấy thôi ạ. Tại vì người mua thì người bán thì người ta cũng vừa mua xong, cũng chưa đi được nhiều, lỗ như vậy là cũng vừa đủ rồi. Bản G đây anh chị nhá, để ý hộ em bản G, Toyota Vios bản G, sản xuất năm 2019, chạy 18.000 km. Màu trắng biển Sài Gòn. Rất là đẹp. Bốn quả lốp theo xe rất là dày anh chị ạ, thậm chí em chưa thể chạm được vào đáy lốp luôn. Nhiên liệu thì vô cùng tiết kiệm rồi. Cái này nó quay nó không được rõ lắm, nhưng mà nó khoảng tầm 5 lít. Nói chung là loanh quanh khoảng 5 lít trên 100 km. Đấy. Ghế này, xe vừa ra mà ghế nó đẹp như này rồi. Đấy, cả bên cạnh thế ạ.
xe chưa cần làm gì, vô lăng thì như mới luôn. Đây, sản xuất năm 2019 đây anh chị nhé, để ý của em sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, Vĩnh Phúc Việt Nam. Rồi, ngắn gọn lại một chút nha anh chị nhá. Em có chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2019 màu trắng bản G số tự động. Khi nào anh chị nào cần mua xe thì có thể liên hệ với số điện thoại của em 0917725555. Nếu anh chị không tiện điện thoại thì có thể nhắn tin qua Zalo hoặc Facebook số điện thoại này của em. Em đều có Zalo và Facebook ạ, đều tên là Song Thảo cả. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em. Đừng quên là like và đăng ký kênh cho em nhé. Xin phép em dừng video ở đây. Em chào tất cả các anh chị ạ.